Tiếp tục diễn biến bộ phim Tuyệt Thế Đường Mòn, đoàn đội Sử Lê Khắc Thất Quái do Chui dẫn đầu đã tiến vào hang ổ của kẻ xấu. Vừa đi, bọn họ vừa cẩn thận di chuyển từng chút một. Dọc lối vào có vô số thi thể, bọn họ đều là người dân xấu số. Cảnh tượng này làm cho mọi người suýt nữa nôn ra ngoài. Chui yêu cầu chỉnh đốn lại tinh thần. Đám đạo phỉ này đều là kẻ xấu, thủ đoạn tàn nhẫn, giết chết một tên là cứu vô số người. Đám người Mã Tiểu Đào đi trước vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Mọi người nhanh chóng đuổi theo hỗ trợ. Vô số tên đạo phỉ bị ngọn lửa của Mã Tiểu Đào đốt cho ngu người. Dù là vậy thì bọn họ vẫn liên tục lao ra ngoài phản công. Trận chiến vô cùng hỗn loạn. Đứng trước thế phản công của các thành viên Sử Lê Khắc Thất Quái, phe địch liên tục có người ngã xuống. Những kẻ sống sót đều là các hồn sư có thực lực tương đối. Đám người chú ý nhanh chóng có mặt. Cô ra lệnh cho những người còn lại xông lên. Trận chiến này đúng nghĩa là một trận thảm sát. Phe địch hoàn toàn không có sức phản kháng nào. Tên cầm đầu đám người xấu có hồn lực trên 50 cấp bị tiêu diệt chỉ trong vài chiều. Đúng lúc tưởng như đã tiêu diệt xong đám người xấu rồi thì biến cố lại xảy ra. Tên cầm đầu đột nhiên biến mất, vô số luồng khí đen bạo phát ra bên ngoài. Hắn ta tức giận lên tiếng, tự nhận mình là sứ giả của tử thần, kẻ nào dám chống đối đều phải chết, đều phải biến thành thi nô của hắn. Hoặc vũ họ sử dụng tinh thần lực dò xét xung quanh nhưng không phát hiện ra vị trí của tên kia, chỉ phát hiện ra một quả bom nguyên tố. Hóa ra đây là cái bẫy mà bọn chúng cố tình bày ra. Mỗi một bộ thi thể ở đây đều là một quả bom có thể nổ chết người. Đến lúc phát hiện thì đã quá muộn rồi. Bộ thi thể còn chủ động lao về phía một thành viên Sử Lê Khắc rồi phát nổ. Sau đó là vô số vụ nổ xảy ra. Lăng Lạc Thần sử dụng hồn lực băng ngăn cản nhưng vẫn không chống được. Ngay cả phòng ngự của Tử Tam Thạch cũng bị một vụ nổ đẩy lùi. Mọi người chỉ còn cách bỏ chạy tán loạn. Đám sắc sống đột nhiên đứng dậy đuổi theo. Lăng Lạc Thần không kịp bỏ chạy. Tưởng như cô nàng này sắp bị nổ bành xác thì một con gấu khổng lồ đã xuất hiện ngăn cản. Hóa ra con gấu này là Diêu Hạo Hiền biến thành. Hắn ta quyết định ở lại cầm chân đám thầy ma có gắn bom này. Vô số vụ nổ xảy ra, dù thân hình của Diêu Hạo Hiền có to lớn và cứng rắn thì đối mặt với hàng trăm vụ nổ liên tiếp cũng không đỡ được. Cây cầu bị vụ nổ đánh tan tành. Diêu Hạo Hiền cùng với đàn thầy ma rơi xuống dưới biển lửa. Các thành viên Sử Lê Khắc thành công giữ được tính mạng, mọi người đều vô cùng buồn bã. Trách nhiệm của đoàn giám sát xứ là như vậy, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Chưa để cho bọn họ kịp tưởng niệm thì đám thầy ma có gắn bom đã lao lên trên. Tên cầm đầu lên tiếng khiêu khích, thấy thủ đoạn của hắn như thế nào. Mặc kệ là người có thực lực như thế nào thì đứng trước mặt bom nguyên tố hồn đạo của hắn cũng phải chết. Hắn ta hiện thân ra ngoài, trên tay cầm theo một món đồ phát sáng, có vẻ như thứ này đang điều khiển đám thầy ma đó. Mọi người lập tức thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Tên kia lại tiếp tục khoác lác. Chúng bom của hắn không bị nổ chết thì cũng không trốn thoát được kịch độc tra tấn. Hắn ra lệnh cho con rối xông lên. Đúng vào lúc này, một bàn tay khổng lồ đột ngột sáng từ trên cao xuống. Người xuất thủ là Huyền Lão. Tên kia thấy vậy, định lao lên tiếp cận đám người Sử Lê Khắc, nhưng bị Huyền Lão ngăn cản. Dù bị bóp cổ nhấc lên như con gà thì hắn ta vẫn không lo lắng. Còn cho rằng khoảng cách tiếp cận gần như thế này là cơ hội. Hắn điều khiển rất nhiều quả bom. Uy lực vụ nổ từ mấy chục quả bom là vô cùng khủng khiếp. Huyền Lão có thể không sao, nhưng những người khác thì không có cơ hội chạy thoát. Bom nguyên tố phát nổ, bùm, Huyền Lão nhanh tay sử dụng lực lượng tạo thành một tường gió ngăn cản. Đối mặt với sức mạnh bậc này, ông cũng phải dốc hết sức mình mới có thể ngăn cản. Nhân lúc không có ai chú ý tới, tên kia đã bắt cóc Hoắc Vũ Hạo đi. Huyền Lão yêu cầu chú ý ở lại trị thương cho mọi người, còn ông sẽ đi giải cứu Hoắc Vũ Hạo. Ông bắt đầu thi triển hồn lực. Lần này Huyền Lão thực sự đã tức giận rồi. Sau khi bạo phát sức mạnh, cơ thể ông đã biến đổi, từ bộ dạng già yếu biến thành cơ bắp cuồn cuộn, trên đầu mọc ra hai cái sừng như ngưu ma vương. Hóa ra vũ hồn của Huyền Lão là Thao Thiết Thần Ngưu. Ông lao vút ra bên ngoài, đuổi theo tên thủ lĩnh đạo phỉ. Tên đạo phỉ vừa chạy vừa để lại vô số bom, quả bom phát nổ chặn hết con đường phía sau. Hành động cắt đuôi này rất thông minh. Hoắc Vũ Hạo cố gắng duy trì tỉnh táo để suy nghĩ cách thoát thần. Tên thủ lĩnh tỏa ra khí tức vô cùng âm hàn, khác hoàn toàn với khí tức băng thuộc tính của Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Cậu đoán rằng tên này chọn mình làm con tin có lẽ là bị thu hút bởi hồn hoàn màu trắng cậu thể hiện. Giờ phải tỏ ra yếu thế thì mới có cơ hội phản kích. Vấn đề là hồn lực của cậu còn quá thấp. Nếu như không thể dùng một chiêu tất sát thì sẽ rơi vào cảnh chết chắc. Thế là cậu lên tiếng gọi Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Bích Đế. Bọn họ cũng đang nghĩ cách. Bọn họ có thể để cho Băng Bích Đế tạm thời chiếm lấy thân thể cậu, nhưng mà năng lực của Băng Bích Đế lại quá bá đạo, sợ rằng sẽ làm cho linh hồn của cậu bị thương. Hoắc Vũ Hạo trấn an hai người không cần lo lắng cho mình, chỉ cần giết chết tên này, báo thù cho người đã chết.
Sự dũng cảm này làm cho băng bích đế Hoàng Hạt khen ngợi. Chưa kịp để cho cô ta xuất thủ thì đạo linh hồn kỳ lạ trong biển thức hải đã lên tiếng. Nếu như hai người đã không nắm chắc thì để cho lão xuất thủ. Rất nhanh sau đó, tên thủ lĩnh cũng đã quay trở lại hang ổ của mình. Ở giữa có một cái tế đàn, dưới tế đàn có một cơ quan, cất giấu rất nhiều con rối. Những con rối này được gọi là Thino, dùng bí pháp để luyện thành, khởi động bằng thuốc. Nó là át chủ bài cuối cùng của hắn. Mỗi bộ Thino đều là cơ thể cứng rắn, đau thương bất nhập. Hắn tin rằng có bọn họ, mình sẽ có thể sáng lập nên một vương triều mới. Vừa mới vui mừng thì đàn quạ xung quanh đã bay tán loạn, mặt đất rung động kịch liệt. Có vẻ nhiều huyền lão đã đuổi tới. Hắn ra lệnh cho đám Thino ra ngoài chặn đường. Giờ chỉ cần cho thời gian 10 năm, hắn tin rằng cho dù là phong hào đấu la thì cũng chỉ có thể cúi đầu trước mặt hắn mà thôi. Còn đang cười vui mừng thì đạo linh hồn thần bí trong thức hải Hoắc Vũ Hạo đã lên tiếng. Ông ta bắt đầu chiếm quyền điều khiển cơ thể Hoắc Vũ Hạo. Toàn thân cậu bạo phát khí tức u ám, nồng đậm đến mức bầu trời trên đầu cũng phải cuộn sóng lại. Tên kia hốt hoảng lùi về sau, dù là vậy thì hắn ta vẫn không lùi bước. Hắn tin rằng mình là sứ giả của tử thần, là tà hồn sư vĩ đại nhất. Cho nên không có kẻ nào được khinh thường, hắn ta nhanh chóng ra lệnh cho đám thi khôi xông lên tấn công. Ông ta chỉ cần giơ một ngón tay, bạo phát một chút sức mạnh, bao trùm cả một ngọn núi. Tuy ông ta không nhớ nổi phần lớn những chuyện của trước kia, nhưng vẫn còn mơ hồ nhớ kỹ. Nếu như ông muốn thì sớm đã là tử thần rồi. Từ điều này liền nhận ra được thực lực ông ta ở kiếp trước vô cùng mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn cả thần linh bình thường. Chưa biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào!